Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, âm thanh Đức Hạnh xin test cặp loa Tay Noi Super Red Monitor SRM12X được ghép với bộ kéo đẩy Aquaphay 200-300V và đầu đĩa CD X777ES. Bộ kéo đẩy công suất 630W, nhớ từng nụ cười anh, đầu Sony, nhớ lời ngọt ngào ấu 27W, tóc em thơm dâm đến tiếng rất hay. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thảo luận. Nhớ anh không, có nghe tình yêu thức dậy trong lòng, đến từng màu thời gian, đến bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Em ơi, lòng anh thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu em, chớ đừng giận hờn anh. Làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chứ phụ tình nhau. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em, sương rơi lạnh cấm cảnh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vắt, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Chân thành ước nguyện trọn đời yêu em, chớ đừng gần hơn anh nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chứ phụ tình nhau. Thức tròn đêm nay để nhớ thương anh, cấm cảnh vật im liềm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vắt, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vắt, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ âm thanh Đức Hạnh, Sao Đỏ Chí Linh, Hải Dương, số điện thoại 0948 403 966, giao hàng toàn quốc. Cặp loa và bộ kéo đẩy rất đẹp. Ngày xưa đôi bên thật thân, mẹ khuyên anh sang học chung. Anh viết thư thật hay, anh viết văn rất tài. Đọc nghe rưng rưng trời mây, ngần ngỡ em quên học bài.
tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tiếp theo.